Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp chính hãng, thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái chiếc xe đạp touring hiệu Merida, có mã là Crossway 90. Cái dòng touring này là cái dòng đi trong phố, được sở hữu bánh 700C nhưng mà lại có được trang bị giảm xóc. Thì bánh 700C nó rất là lướt, nó không tốc độ nó vừa phải, chứ nó không bị bì như là dòng địa hình. Đợi địa hình thì nó lại dòng dùng cho các bác nào thích đi êm đầm mà không quan tâm đến tốc độ lắm đấy. Và cái hai là nó lại được có cả cái giảm xóc của cái dòng MTB nữa, cho nên là rất êm. Cái dòng này thì nhiều bác trên kênh của em rất là ưa chuộng đấy. Thì hôm nay em đã về một con đây, Merida Crossway, mà giá rất là hợp lý. Giá thì em sẽ nói, thì đây em vừa quay phần chi tiết phần sơn cho các bác nhé. Các bác nhìn màu đen xám cộng với tem chỉ màu xanh, màu đen xám. Về cơ bản phần sơn là sơn nguyên bản hết và không có một cái vết xước nào gọi là đáng kể cả. Trang bị phanh đĩa 8 nip, 3 đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Yên khá là dày và êm. Trang bị giảm xóc bánh 700C, phanh đĩa luôn các bác nhé. Bộ tay chuyển số Shimano 3x8 tốc độ. Phốt con này là có thể gật gù, có thể lới con này ra để chỉnh gật gù cao lên để cho đỡ bị mỏi người. Bản thân cái dòng này nó có giảm xóc thì nó cũng cao đầu rồi, nó không bị cúi như là các cái dòng đua. Dòng này thì rất là dễ đi cho các bác mới bắt đầu sử dụng xe đạp thể thao. Merida Crossway 90. Bây giờ em sẽ vào đo size cho các bác để các bác xem là nó phù hợp với cái chiều cao như thế nào nhé. Đây trên khung thì nó ghi tạm là size 46 đây. Bây giờ em sẽ đo thực tế cho các bác xem. Đây là size là từ tâm trục này đây đến cọc yên là đúng 46 như là nhà sản xuất ghi này. Và giống ngang từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 55cm. Vâng, size 46. Size này thì nó gọi là thuộc size trung bình, nó tầm khoảng cho dành cho các bác từ 1m63 tới 1m73 là đi được phù hợp nhất với cái chiều cao này. 1m63 đến 1m73. Xe được trang bị 8 lít Shimano, bộ chuyển động Shimano Tourlay TX và dòng đĩa 3 tầng. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Và bây giờ em sẽ kiểm tra test bộ phận chuyển động với bác xem. Và lên nhíp này, rất mượt mà. Đấy, các bác thấy rất mượt mà. Dòng đi trong phố 8 lít 3 đĩa lên phố, lên phố rất là dễ dàng. Lên đĩa to lên, đĩa nhỏ 3 đĩa này. Đấy, rất là êm ái. Mày ơi, quay rất là bon. Phanh đĩa luôn các bác nhá. Cái dòng này nó chỉ trang bị đĩa dây cáp. Vâng, và xe có giá rất tốt bên em là chỉ có 6,2 triệu. 6,2 triệu bao ship tận nhà, tới nhà cho các bác chuyển hết tiền.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cho em qua số trên là màn hình hiện thị đấy, 0975 709 943. Ngoài ra là các bác nhớ ấn đăng ký kênh nhé, cậu ấn chuông để theo dõi các cái xe đẹp khác em đưa lên trên kênh để không bỏ lỡ các cái xe đẹp mà các bác đang cần mua xe. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.